vì sao mà Hương Tràm ít khi tham gia game show? Thực sự là bởi vì Hương Tràm cũng không tự tin về cái khiếu gọi là hài hước của mình. Nhưng mà riêng với game show và giọng ải giọng ai thì nó có phần hát liên quan vào đấy nữa. Và bản thân Hương Tràm thì hay tự tin là mình có giác quan thứ 6 về đoán. Cho nên là khi mà nhận được lời mời chương trình rất là vui. 100%, 100%, 100%, 100%. Tại vì luôn luôn tự tin về giác quan thứ 6 của mình. Sơn được biết là trong chương trình sẽ có rất nhiều dân hàng nổi tiếng, nổi tiếng thì lên chắc chắn khách mời, cho nên là Sơn cũng xem là mình sẽ nghĩ được cái gì để mình có thể chắc chắn để cho chương trình thú vị hơn và dẫn hơn nữa. Và Sơn cũng biết rằng là một cô em rất thân thiết của mình, đó chính là Hương Tràm, sẽ là đối thủ của mình trong cuộc thi này. Và Sơn cũng đã nhận một lời thách thức từ Hương Tràm. Sơn mắt anh Sơn sáng hơn Tràm, mà mắt Tràm thì hơi cận nặng chút xíu. Nhưng mà riêng về chương trình này thì Hương Tràm thách đấu anh cao thầy Sơn, chắc chắn Hương Tràm sẽ thắng, giành chiến thắng. Sơn thì cũng tin là mình sẽ chọn được một người mạnh nhất của đội mình. Vậy thì tất cả các bạn hãy cùng chờ đón xem là ai sẽ là người hát hay nhất và ai sẽ là người thắng cuộc nhé.